Vâng, xin sự chào đón quý vị và các bạn. Tiến sự đang ở tại thành phố Thái Nguyên. Hỗ trợ cho bạn Thiều một số cây ở đây. Phía ngõ vào là một cây sung rất khủng, có cái rễ quằn quại. Đấy, các bạn thấy cái bộ rễ rất là đẹp, uốn lượn. Tiếp đến là một số những cây xanh. Xanh cũng rất là già. Anh em đang làm trước cái xanh mới được cắt ra. Thank you.
Cái chỗ này các bạn ạ, nó là cái chạc đôi. Chạc nó sẽ bị to hơn ở trong này, chúng ta cắt đi. Sẽ lấy một cái mầm này phóng ra và một cái mầm này chi 2 các bạn, chi 1, chi 2. Cắt tiếp đi. Đấy, cứ cắt đi. Mày cho cái thép vào đây, một cái mầm này mầm phóng đi này. Đấy, một cái mầm này vào chi 2 này. Khả năng lấy mầm này này. Dài ra, khóa nó chặt xong bắt đầu hẵng. Khóa rồi hẵng vận, không nó gãy mầm nó non. Dài nó ra, nó mới đỡ được. Chối quá nhỉ. Như này. Cắt đi. Không quý được. Nghiên cứu nó có thép này. Xem có giữ lại cái mầm này nhé. Okay. Cắt giữ cái mầm dưới để phòng xem như nào. Không được. Cái này được quách. Không được. Nó có bằng đâu. Kéo vào thép. Đấy, cắt đi. Cắt dưới cái lên. Thôi. All right.
các bạn thấy cái rễ này nó vắt, chúng ta có thể bỏ đi để nó khoe ra cái cốt đẹp hơn các bạn. Rồi, ekip bonsai tiến sự điều chỉnh một số cây xanh tại đây. Cho bạn Mr. Thiều tại thành phố Thái Nguyên. Cái này là một con tử được cắt ra đây các bạn. Làm lại cái chân móng mới lại cắt lại mấy cái đầu nó bị xù các bạn. Để chúng ta nuôi. Cái xanh này ở ôm đá cũng rất là đẹp đấy các bạn này. Đó. Rồi, thực sự xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn
video sau sẽ còn một số những cây được lên video nữa. Mới cưa tay với anh Nguyên này.